Thì sau khóa học chúng ta tiếp tục học môn xác suất thống kê ứng dụng phần bài tập tạo và biên tập dữ liệu. Bài 3. Biên tập dữ liệu. Một nhỏ sao chép biến sang biến mới. Đó, chúng ta sao giống y hệt đấy. 1.1 cấu trúc lệnh. Biến mới bằng biến cũ. Ví dụ minh họa. Chép toàn bộ dữ liệu của biến số lỗi sang số lỗi mới. Tất nhiên bây giờ chúng ta phải có cái biến số lỗi. Trước hết là phải có cái số lỗi biến biến cũ. Một số bạn thì áp dụng là thiếu luôn cái dòng đầu tiên. Thế là cứ hỏi thầy ơi tại sao của em lại không có. Không có cái biến đầu tiên thì lấy đâu ra lệnh mà nó thực hiện đúng không? Rồi. Để sao chép chúng ta dùng lệnh như sau, số lỗi mới bằng số lỗi. Tiếp tục 1.3 bài tập áp dụng xếp toàn bộ dữ liệu ở điểm thi sang điểm thi mới. 2. Sửa số liệu ở một số vị trí. 2.1 cấu trúc lệnh biến cần sửa, vị trí cần sửa, C các giá trị mới. Ví dụ minh họa. Bây giờ chúng ta cho trước là số lỗi mới rồi. Hãy dùng lệnh sửa ở vị trí thứ 2, thứ 4, thứ 6 lần lượt là 1, 2, 6. 2, 4, 6 lần lượt 1, 2, 6. Đây, 2, 4, 6. 2 nó đang là 3. 4 đây, 6 đây. Đúng không? Số lỗi mới vị trí 246 246 thay bằng bao nhiêu đây, 126. Bây giờ chúng ta cho số lỗi mới, kết quả nó thay đổi. Chúng ta nhìn đấy, trước đang là 3, bây giờ nó chuyển thành 1. Trước là 5, bây giờ thành 2. Đúng không? Đấy, trước là 0, bây giờ thành 6. Rồi. 2.3 bài tập vận dụng. Cho trước biến số lỗi, hãy viết lệnh sửa vị trí thứ 1, thứ 5 thành các lần lượt là 7, 10. Các em tự làm. 3 thêm vào phần sau. 3.1 cấu trúc lệnh biến cần sửa, vị trí cuối cùng hiện đại cộng thêm 1 thêm vị trí cuối cùng mới. 3.2 ví dụ minh họa. Cho trước biến số lỗi mới, hãy viết lệnh thêm các vị trí. À, hiện nay nó đang có 10 rồi. 11, 12, 3, 4, 15 với các giá trị thêm lần lượt là như sau. Đó, chúng ta chú ý cấu trúc lệnh biến cần sửa. Biến cần sửa của chúng ta trong bài này là gì? Số lỗi mới. Đến bao nhiêu? 15 đúng không? Mười một đến 15. Từ hai cái trở lên chúng ta dùng hàm C. Số lỗi mới. Đấy, chúng ta thấy sẽ nó sẽ dài hơn, nó nhiều hơn 5 cái mà. Đúng chưa? Rồi, tiếp tục. 3.3 bài tập vận dụng.
4 nhỏ bớt thành phần, tức là chúng ta đang có một cái dãy như này, chúng ta bớt đi một thành phần nào đó, chứ một hoặc nhiều thành phần của nó. 4.1 cấu trúc lệnh biến cần sửa, có dấu mở ngoặc vuông trừ c các vị trí cần bớt. Rồi, ví dụ minh họa chúng ta bớt các vị trí ở số 1, số 2, số 3 chẳng hạn, một số 2, số 3. Thì tương tự như trên chúng ta sẽ dùng như này, số lỗi mới bởi vì nó là 1, 2, 3 nó liền nhau thì có thể viết gộp lại được. Được chưa? 4.3 bài tập vận dụng. Cho trước biến số lỗi mới hãy viết lệnh bớt ở vị trí thứ 4, thứ 9 và thứ 11. Chúng ta tiếp tục. 5. Ghép hai hay nhiều vector dữ liệu. 5.1 cấu trúc lệnh biến gộp bằng C biến 1 biến 2 phẩy 3 chấm biến n. Ví dụ cho trước biến số lỗi và số lỗi mới hãy viết lệnh gộp hai biến này theo thứ tự, tức là số lỗi ở trước và số lỗi mới ở sau, lệnh như sau. Lệnh rất đơn giản đúng không ạ? Số lỗi gộp rất là dài đấy, nó là cộng số lỗi này với lại số lỗi mới này. Rồi, nó xếp liên tiếp. Tiếp tục 5.3 bài tập vận dụng. Cho trước các biến H1, H2, H3 hãy viết lệnh gộp các biến trên. Tức là các em thực hiện là lệnh gộp. Sao sang biến mới có sửa trực tiếp. 6.1 cấu trúc lệnh biến mới bằng edit biến cũ. 6.2 ví dụ minh họa. Cho trước biến số lỗi hãy viết lệnh tạo biến số lỗi sửa từ biến số lỗi bằng cách sửa số cuối cùng thành số 5 và thêm hai số 9, 8 vào cuối. Thì như vậy là chúng ta sẽ dùng lệnh số lỗi sửa bằng edit. Sửa cái cuối cùng thành 5. Sau đó thêm 9, 8 hay 8, 9? 9, 8. Nó có sửa chưa? À có rồi, đấy 598 cuối cùng đúng chưa? Rất dễ dàng. Tiếp tục bài 6.37 bài tập vận dụng. Cho trước biến số lỗi hãy viết lệnh tạo biến số lỗi biến mới số lỗi mới sửa sửa mới có từ số lỗi bằng cách sửa số đầu thành 3 thêm 3 số 178 vào cuối. 7 chuyển dữ liệu dạng số thành dữ liệu định danh. 7.1 cấu trúc lệnh biến cũ điều kiện bằng mã hóa. 7.2 ví dụ. Bây giờ gán biến PL bằng số lỗi, nếu số lỗi mà nhỏ hơn 2 thì ta gán là ít. Số lỗi lớn bằng 2 nhỏ bằng 5 ta gán là bình thường, số lỗi mà lớn hơn 5 ta gán là nhiều. Lệnh như sau. Đầu tiên là chúng ta phải gán trước và kiểm tra kết quả. Gán trước. Rồi, đấy, thì nó giống như hệt là cái số lỗi. Rồi, sau đó như sau này. Chúng ta có nhớ là có điều kiện. Điều kiện là P là mà số lỗi mà nhỏ hơn 2 thì ta gán là ít ít
bây giờ gõ PL. Đấy, thì những cái anh mà nhỏ hơn 2 nó tự động thay bằng chữ ít, được chưa? Rồi, tiếp tục. Tương tự, số lỗi mà lớn hơn bằng 2, lớn hơn bằng 2 và đồng thời với nó là số lỗi nhỏ hơn bằng 5 thì chúng ta gắn là trung bình, bình thường, bình thường là trung bình. Trong đề bài cho ra mình thấy bình thường. Bây giờ lại PL tiếp xem thế nào. À, đấy, nó thêm chữ bình thường. Tiếp tục, nếu mà số lỗi mà lớn hơn 5, thì chúng ta gắn là nhiều, không rộng. Đó, bây giờ PL nó sẽ xuất hiện toàn bộ không còn số nữa. Nó dễ dàng đúng không? 7.3 bài tập vận dụng. Xếp loại học lực của học sinh. Giả sử điểm tổng kết của học sinh cho bởi biến điểm TB, hãy xếp loại học lực của học sinh theo quy định sau đây. Nếu điểm trung bình mà nhỏ hơn 3,5 xếp loại kém. Điểm trung bình thuộc hoặc vuông 3,5 đến 5 hoặc tròn xếp loại yếu. Điểm trung bình thuộc 5 đến 6,5 hoặc tròn xếp loại trung bình. Thuộc 6,5 hoặc vuông đến 8 hoặc tròn xếp loại khá. Thuộc 8,0 đến 10 vuông họ xếp loại giỏi, nó đánh máy nhầm, chỗ này là vuông, xếp loại giỏi. Rồi, các em thân mến, như vậy là bài học hôm nay về biên tập dữ liệu đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong bài học sau. Xin chào các em.